Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là bé con đây Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua là vị tướng Kazuha mới được ra mắt Và ngay sau khi vị tướng này ra mắt đã có rất là nhiều người roll Cũng như là tất cả group Genshin đã chia ra làm hai phe Một phe là dìm Kazuha xuống và một phe là bảo vệ Kazuha Với phe dìm Kazuha thì chúng ta được biết đến là À, mọi người hay so sánh với lại vị tướng hệ phong khác 4 sao đó là râu đúng không? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn là sự khác nhau giữa cơ chế búp của Kazuha và của râu Và khi nào chúng ta nên sử dụng Kazuha và khi nào chúng ta nên sử dụng râu Và trong video này à, mọi thứ à, là do mình test, à, bản thân mình test và có thể là nó sẽ đúng hoặc sai Nếu như các bạn thấy chỗ nào mình test chưa đúng ấy, thì các bạn... À, có thể comment xuống bên dưới để nhắc mình nhé Ok, cảm ơn các bạn à... Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến phần video thôi Nhớ bấm like, bấm đăng ký và bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé Ok, chúng ta bắt đầu video thôi Ok, trước khi vào cái phần tết ấy, chúng ta cần phải nắm rõ hai cái cơ chế bút của hai vị tướng này Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến vị tướng Subro trước, đúng không? À, vị tướng xúc là một vị tướng mà búp tinh thông nguyên tố cho đồng đội thì cái này chắc là hầu như các bạn đều biết rồi vậy cái tinh thông nguyên tố đó là cái gì tinh thông nguyên tố đó là cái sát thương mà các bạn gây ra thêm khi các bạn tạo thành phản ứng các bạn nhớ nhá, là khi các bạn tạo thành phản ứng tức là khi các bạn kết hợp hai nguyên tố với nhau ví dụ các bạn kết hợp là lửa với lại nước thì nó thành bốc hơi này lửa với băng thì thành tan chảy này hay như là điện với nước thì nó thành điện cảm à, ừ đấy nó thành điện cảm đấy ví dụ như vậy những cái đấy nó gọi là cái phản ứng nguyên tố và khi các bạn có tinh thông thì cái tinh thông nó sẽ giúp làm tăng cái sát thương phản ứng lên đấy nha các bạn hiểu rõ chỗ này cho mình nhá để tí là đến phần test đam ấy để các bạn đỡ bị bỡ ngỡ nhá đấy là cái về vị tướng xúc râu à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vị tướng thứ hai đó là kazuha đúng không kazuha là một vị tướng tăng sát thương nguyên tố vậy thì sát thương nguyên tố đó là cái gì là ví dụ như là kazuha là một vị là mình khuếch tán hỏa đúng không là các bạn sẽ được búp sát thương nguyên tố hỏa gì các bạn hiểu như vậy đúng không thì sát thương nguyên tố hỏa là nó sẽ tăng chỉ tăng cho sát thương nguyên tố hỏa thôi tức là nếu như các bạn không phản ứng các bạn không tạo ra th tạo thành phản ứng các bạn chỉ đánh đơn thuần là sát thương hỏa thôi đúng không vào đơn vào mục tiêu thôi thì rõ ràng là cái con kazuha sẽ là con búp sát thương nguyên tố hỏa chính và thay vì là tinh thông là cái phản ứng thì cái sát thương nguyên tố là nó chỉ tăng cho cái sát thương đấy thôi các bạn các bạn hiểu rõ hai cái chỗ này rồi đúng nhá ok chúng ta sẽ đến ngay đến cái phần test sát thương của hai vị tướng này và ở đây mình sẽ lựa chọn là Sukro cung mệnh không và Kazuha cung mệnh không và ở đây mình lựa chọn phản ứng ở đây là phản ứng tan chảy bởi vì các bạn biết rồi đấy xúc râu là một phản ứng là một vị tướng búp tinh thông và tinh thông nó chỉ tăng sát thương khi bạn phản ứng thôi cho nên khi so sánh chúng ta cũng phải so sánh phản ứng à, chúng ta không thể nó so sánh đơn được bởi vì nếu mà so sánh đơn sát thương thì rõ ràng là kazuha nó hơn rồi như mình đã nói lúc trước á đúng không là nó đã hơn rồi cho nên là đây mình sẽ lựa chọn phản ứng và cái phản ứng ở đây mình lựa chọn ở đây là tan chảy với việc là mình dùng hỏa đánh lên băng tức là mình sẽ được đam x hai đó đam nhân hai thì đấy là cái lựa chọn của mình nhá và cái lưu ý ở đây về tinh thông thì hai nhân vật này mình đều chọn một lượng chỉ số tinh thông như nhau để cho nó công bằng là một nghìn đó, thì các bạn có thể thấy ở trên cái bảng này à, với việc chuyển hóa tức là khi các bạn chuyển hóa nó thành tinh thông hoặc là sát thương nguyên tố ấy, thì ở đây chúng ta sẽ có là 250 tinh thông với xúc râu là từ thiên phú 20 là chúng ta sẽ có 50 điểm tinh thông và thiên phú level 60 là chúng ta được 20 thì ở đây mình có 1.000 đúng không thì 20 trăm là 200 trên năm mà rồi tổng lượng tinh thông mình có ở đây là 250 thì với 250 tinh thông này khi mà mình quy đổi ra cái sát thương phản ứng ấy thì nó sẽ tương đương khoảng tầm 42 phần sát thương phản ứng à, các bạn có thể theo dõi cái hình ở đây à, cái hình ở đây thì mình là 254 thì nó chưa chuẩn lắm nhưng cứ cho là mình bỏ 0,6 phần trăm đi nhé mình bỏ 0,6 phần đi thì coi như là 42 đúng không Đây là phản ứng đối với bốc hơi tan chảy còn với Kazuha thì với 1000 tinh thông thì khi mà được búp lên ở cái thiên phú level 60 ấy, chúng ta sẽ được 40 phần trăm sát thương nguyên tố đấy thì khi mà các bạn nhìn vào cái chỉ số này các bạn cũng có thể lờ mờ đoán được là cái nào đam to hơn rồi đúng không à, chúng ta sẽ tiến đến cái chỉ số thứ hai đó là cái sát thương tan chảy ban đầu sát thương tan chảy ban đầu ở đây là gì tức là khi mà mình không có tí tinh thông nào và mình chỉ đơn thuần là lấy một nhân vật mình đánh để tạo cái phản ứng tan chảy thôi thì ở hai nhân vật này mình đều lựa chọn là một nghìn à mười nghìn sát thương nhá à, để cho nó giống nhau mà để là 10.000 nhá đấy là mình chưa búp gì nhá các bạn để ý là chưa búp tức là ban đầu thôi được chưa vậy bây giờ chuyển đến cái dòng tiếp theo là búp sát thương nguyên tố thì sát thương nguyên tố thì xúc râu không có búp sát thương nguyên tố gì cho nên mình để chống còn với kazu chúng ta được búp 40% sát thương nguyên tố đúng không thì với việc là chúng ta sát thương tan chảy ban đầu chúng ta sẽ có 10.000 thì chúng ta sẽ phải chia đôi đi để chúng ta ra sát thương nguyên tố hỏa mà đúng không bởi vì đây là phản ứng tan chảy thì chúng ta sẽ có 5.000 sát thương nguyên tố hỏa và 5.000 đấy chúng ta sẽ có 40% là 2.000 sát thương nguyên tố hỏa đúng chưa các bạn nào nói... các bạn hiểu chưa nhỉ đó chúng ta sẽ có 2.000 sát thương nguyên tố hỏa nhé À, bây giờ chúng ta sẽ đến tinh thông tinh thông thì chúng ta sẽ có 250 điểm tinh thông và cái hệ số quy đổi thì mình đã để ở trên rồi chỉ có xúc râu có thôi còn kazuha thì không có đúng không không có bút tinh thông cho nên mình sẽ để trống và cái cuối cùng dòng cuối cùng đó là sát thương đầu ra tức là khi các bạn đã được bút của xúc râu rồi á, các bạn gây một lượng uh, phản ứng gây sát thương phản ứng ra thì cái đam đầu ra cuối cùng của cái phản ứng của với xúc râu đó là 14.200 và của kazuha là 14.000 đó thì ở đây các bạn nhìn cái kết quả thì các bạn cũng có thể đoán được là con nào gây đam to hơn rồi đúng không và ở đây nó chính là vị tướng xúc râu ok vậy thì uh, xong uh, sau khi xem xong cái bảng phân tích của mình á thì nhiều bạn chắc chắn sẽ bảo là mẹ nó trước thế này thì chơi xúc râu là đúng rồi phản ứng đam to hơn con Kazuha là cái chắc con mẹ ông nào không tin nhé các ông vào xem video của ông bé con đi không nhìn cái bảng thống kê chưa người ta đam hơn chắc luôn nhưng mà khoan nhá từ từ nhá cẩn câu cẩn thận ông tôi bị ăn chửi đấy Chúng ta vẫn chưa được, vẫn chưa trả lời được cái câu hỏi ở đây là khi nào nên sử dụng Suro và khi nào nên sử dụng Kazuha Ok, đồng ý rằng là khi mà mình đưa ra cái bảng ấy thì nhìn vào kết quả thì mọi người sẽ biết Là cái sát thương của Suro sẽ lớn hơn sát thương của Kazuha đúng không Nhưng ở đây ấy, mình sẽ có một vài yếu tố mà nó đưa ra cái kết quả như này mà mình chưa nói tới Được chưa? Và sau khi các bạn xem xong cái đoạn này Các bạn đừng skip nhá, các bạn phải xem cái đoạn này thì các bạn sẽ hiểu là là khi nào chúng ta nên sử dụng Sukro và khi nào nên sử dụng Kazuha này. Tất nhiên là mình bỏ qua phần cung mệnh nhé. Cung mệnh thì thực ra là mình cũng không có nói nhiều về cung mệnh vì ở đây mình lựa chọn hai con đều là cung mệnh không. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có nhiều bạn thắc mắc hai cái vấn đề này. Sukro cung mệnh 6 và Kazuha cung mệnh không thì con nào hơn? Câu trả lời của mình là Sukro cung mệnh 6. Không nói nhiều. Được chưa? Vậy bây giờ nó sẽ là Sukro cung mệnh 6 và Kazuha cung mệnh 2. Được chưa? Thì con nào hơn? Câu trả lời là Kazuha. Sukro cút. Được chưa? nhanh gọn dứt khoát không nói nhiều nha đấy là câu hỏi trả lời dành cho những bạn thắc mắc vậy thì bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề chính là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái cái, cái bảng đấy là như nào vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề duy nhất chúng ta cần quan tâm đấy là cái chỉ số tinh thông cái chỉ số tinh thông này á nó sẽ quyết định ở cái chỗ như này con Sukro là con đột phá tăng sát thương phong trong khi đấy là Kazuha là đột phá tăng tinh thông cho nên nếu như các bạn muốn build tinh thông, ví dụ hai con đấy cùng mặc một cái bộ thánh dị vật với cái chỉ số tinh thông như nhau. Được không? Với chỉ số tinh thông như nhau. Được chưa? Thì rõ ràng là với con Kazuha level 90 và Sucrose level 90 thì Kazuha sẽ có nhiều tinh thông hơn Sucrose. Bởi vì nó do đột phá nó tăng tinh thông mà, còn xúc thì đột phá tăng sát thương phong, đấy. Cho nên chúng ta hiểu được cái vấn đề đây là gì? Là cái tinh thông của Kazuha build sẽ dễ hơn là tinh thông của Sucrose. Được chưa? Cho nên cái mà 1.000 mà mình đưa ra nó chỉ là con số giả định của mình thôi Còn cái quá trình mà mình build lên 1.000 đấy thì mình đéo nói Các bạn hiểu vấn đề chưa? Cái quá trình mình build lên 1.000 là mình đéo nói Ok, có thể đồng ý là có nhiều ông build được xúc râu lên 1.000 tinh thông đúng không? Nhưng nếu như cũng cái đồ tinh thông đấy Các ông đẩy cho con Kazuha cầm thì con Kazuha có lượng tinh thông cao hơn Có thể nó là 1.200, 1 ba gì đó, 1 bao nhiêu đấy mình Bởi vì mình không biết là cái đột phá tăng bao nhiêu tinh thông Được chưa? Nhưng mà khi mà các bạn đưa cái đồ đấy chôn Kazuha thì Kazuha sẽ được nhiều tinh thông nguyên tố hơn. Thì đồng nghĩa việc là khi nó chuyển hóa thành sát tinh nguyên tố nó sẽ được nhiều hơn. Đó, các bạn hiểu hiểu vấn đề chưa? Nha. Thì đấy là cái vấn đề của cái vấn đề duy nhất để chúng ta quyết định đánh giá được là con nào ngon hơn này, được chưa? Cái vấn đề thứ hai ở ngoài cái bảng này, được không? Cái bảng đấy là xong rồi, là cái chỉ số tinh thông. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái vấn đề thứ hai đó là cái như mình đã nói ở lúc đầu ấy là xúc là một con tăng tinh thông nguyên tố còn Kazuha là một con tăng sát thương nguyên tố vậy sát thương nguyên tố nó hơn tinh thông ở chỗ nào nó hơn tinh thông ở một chỗ đó là các bạn không phải tận không phải sử dụng cái phản ứng nguyên tố để các bạn gây sát thương tức là nếu như các bạn đơn thuần gây đơn sát thương ví dụ như các bạn chỉ gây sát thương hỏa thôi hoặc chỉ gây sát thương lôi sát thương băng gì đó thì cái con Kazuha này nó sẽ được búp ngon hơn là xúc râu bởi vì lúc đấy cái chỉ số tinh thông của các bạn không có nghĩa lý gì hết bởi vì các bạn đâu có phản ứng đâu đúng chưa cho nên là Kazuha cái tính búp cái kiểu cái, cái, gọi là mình nói là cái mức độ búp của nó sẽ ổn định hơn là xúc râu nhá chứ mình không nói là việc là búp nhiều đam hơn không nhá mình chỉ nói là ổn định hơn bởi vì là cái tăng sát thương nguyên tố của con Kazuha thì nó vừa ảnh hưởng đến phản ứng và nó cũng vừa ảnh hưởng đến việc không phản ứng bây giờ còn xúc râu nó chỉ ảnh hưởng đến việc phản ứng thôi bởi vì cái bảng đấy mình so sánh là mình đã sử dụng phản ứng ví dụ như này nhá ví dụ cái bảng đấy mình có thể en ngay ở cái chỗ là là cái phản ứng ấy là cái lựa chọn phản ứng của mình ấy, là mình lựa chọn đéo phản ứng thì cái bảng đấy nó sẽ end luôn ở một cái dòng cuối đó là Kazuha lớn hơn được chưa đấy <laughs> các bạn ơi, hiểu hiểu vấn đề chưa cho nên nhé là từ cái vấn đề thứ hai chúng ta sẽ đưa ra một cái nhận định đó là Kazuha cái lượng búp của cái, cái kiểu búp của nó mang tính chất ổn định hơn mà mặc dù các bạn nhìn thấy rõ ràng là khi mà mình tính toán ấy, cái lượng tranh lệch của nó không nhiều đúng không lượng tranh lệch của nó thực sự là không không quá lớn nhưng cái tính ổn định của con Kazuha nó lại lớn hơn rất là nhiều so với Supro đấy thì đấy là cái yếu tố thứ hai quyết định nhân việc là Kazuha ngon hơn hay là Sucrose ngon hơn nhé Và hy vọng là qua hai cái chỗ này thì các bạn đã có thể đánh giá được hai cái vị tướng này. Và từ hai cái chỗ này, hai cái yếu tố mà mình đưa ra này thì mình sẽ đưa ra cái team cái 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 đội hình mà khi nào mà chúng ta nên sử dụng Sucrose và khi nào chúng ta nên sử dụng Kazuha. À theo cá nhân mình thì Sucrose chúng ta khi sử dụng à, mà để chúng ta sống ảo. Ví dụ như các bạn dùng ra con cây băng này hoặc là ra con cây lửa này đúng không? Các bạn uh, sống ảo chẳng hạn. Các bạn sẽ biết chắc chắn là mình sẽ tạo ra cái phản ứng gì, ví dụ như là mình sẽ tạo tàn, tan chảy hay là mình sẽ tạo bốc hơi đúng không? Thì lúc đấy các bạn sẽ sử dụng cái con xúc râu này nó sẽ ngon hơn. Từ trường hợp thứ hai là nó cũng gần gần tương tự như trường hợp thứ nhất tức là cũng sống ảo, nhưng ở đây là các bạn sẽ áp dụng cho bí cảnh hay là la hoàn, tức là các bạn sẽ sử dụng cái tim mà các bạn biết chắc chắn là các bạn sẽ tạo phản ứng. Ví dụ như là các bạn chắc chắn là các bạn sẽ tạo ra cái phản ứng tan chảy chẳng hạn. Đấy ví dụ vậy hoặc là bốc hơi uh, kiểu vậy. Đấy thì các bạn sẽ cố gắng là tận dụng hết những cái nếp nhăn của các bạn để các bạn tạo phản ứng thì lúc đấy thì mình cảm giác như là sử dụng xúc rô nó sẽ ok hơn nhá. Yeah. Thì đấy là cái khi mà chúng ta sử dụng đâu? à, vậy thì khi nào chúng ta sử dụng kazuha kazuha là chúng ta có thể sử dụng trong một cái tin như thế này này khi mà chúng ta sử dụng với cái tin mà gây đơn sát thương ví dụ như là tim hai hỏa hai hỏa và kazuha đấy bình thường các bạn hay sử dụng là tim hai hỏa hai nham đúng không hoặc là trước đấy các bạn có thể không có hai nham thì các bạn hay dùng là hai hỏa một súc râu và một à, dung ly chẳng hạn. thì bây giờ thay vì các bạn sử dụng súc râu ấy để các bạn mặc bóng hình màu xanh ấy, thì bây giờ các bạn có thể sử dụng con kazuha mặc bóng hình màu xanh nhưng đồng thời là con kazuha nó được bút sát thương nguyên tố nữa. đấy. cho nên là kazuha nó sẽ có thể là có thêm sự lựa chọn khi mà các bạn sử dụng với lại cái tim cái tim đơn sát thương đấy. nhé. tất nhiên là kazuha vẫn đi được với cái tim súc râu mà mình kể ở trên là phản ứng như bình thường nhé, không sao cả. Nhưng có điều là cái sát thương gây ra nó sẽ không bằng con xúc râu thôi Đấy, thì các bạn hiểu Nona na nó là như vậy Nhưng cho nên rõ ràng là gì? Là từ cái kết luận của mình á mình sẽ đánh giá là vị tướng với với một với cá nhân một người chơi mà mang tính chất ổn định như mình ấy, tức là mình hướng đến cái sự ổn định ấy thì mình sẽ lựa chọn Kazuha thay vì là xúc râu nhé à, tất nhiên là mình ở đây thì mình còn nhiều yếu tố khác mà mình chưa nói đến ví dụ như là khả năng gom quái hay là sạc hay là gì 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 đấy thì thực sự là mình cũng không có nói đến ở đây Nhá hay như là vũ khí hay gì gì mình cũng không nhắc đến ở đây nhưng mà đấy nhưng mà đại loại là hy vọng là thông qua cái video này các bạn sẽ nắm được là khi nào mà chúng ta nên sử dụng Subro và khi nào nên sử dụng Kazuha à, Tất nhiên là trong cái video này mình test ở đây Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là do cái cái mà mình test với phản ứng tan chảy thôi còn những cái phản ứng khác thì mình chưa kịp test cho nên mình cũng không biết là như thế nào cũng có thể là những cái phản ứng khác thì đam của kazuha nó lại hơn chẳng hạn thì cái này mình không biết đâu nhé thì nếu như các bạn nào mà test rồi ấy, thì các bạn có thể để lại ý kiến của các bạn dưới cái phần bình luận nhé và chưa kể là các bạn sẽ sử dụng vị tướng nào các bạn thích vị tướng nào hơn thì các bạn hãy cũng để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé và ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.